Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ca sĩ Phi Nhung tiết lộ lý do không muốn lấy chồng. Thành công trong sự nghiệp tiền tài chính vững vàng nhưng Phi Nhung lại vẫn chọn cuộc sống với hạnh phúc lứa đôi như nhiều người. Trong ngày Valentine, năm nay hầu hết mọi người đăng tải hình ảnh gia đình có cặp có đôi, nữ ca sĩ lại khoe niềm hạnh phúc khi được đón những món quà đặc biệt từ các tiểu ở chùa tăng. Mọi chú đều rất tâm lý tặng mẹ đóa hoa hồng Valentine. Nữ ca sĩ không giấu được hạnh phúc. Tôi nghĩ ông trời đã cho mình đứa con ngoan thì không nên đòi hỏi thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa. Có lẽ kiếp sau tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Trước đó Phi Nhung cùng nhiều lần thể hiện quyết tâm hạ sinh hạnh phúc bản thân để nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Tôi từng tâm sự, tôi muốn dành tất cả tình cảm của mình cho các con, vì các con sinh ra đã thiếu thốn rất nhiều. Nếu mình chia sẻ cho người khác nữa thì không bằng mình cho các con mình, để các con có trọn vẹn hạnh phúc. Tôi phải hy sinh hạnh phúc riêng, không có mái ấm riêng. Nhưng với tôi, các con chính là người che chở cho mình. Ngoài con ruột quyền đi phạm, Phi Nhung còn trên 20 người con nuôi, một số sống cùng cô, số còn lại sống ở chùa Pháp Lạc Bình Phước và một số chăng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bé nhỏ nhất vừa được cô nhận nuôi 6 tháng vừa qua, sau khi mẹ ruột để lại trước cửa nhà cô. Chia sẻ vì các con, Phi Nhung tâm sự đến nay các con đều đã lớn, đều được Phi Nhung cho tìm hiểu nguyện vọng để gửi đến chùa và trường học tử tế. Một vài con có năng khiếu nấu ăn, Phi Nhung cũng ra quán, đồ chay của mình, phụ bếp hoặc chạy bàn như một cách rèn luyện để các con biết lao động, biết giá trị của đồng tiền và biết giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ Phi Nhung nuôi các em nhỏ sau này. Không chỉ nuôi trẻ mồ côi, Phi Nhung còn có ba con nuôi như những chương trình kiếm tài năng, ca hát nhí là Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung và Thiên Ngân, vốn nhiều tài năng nhưng hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên vì các con đang tuổi đi học nên cô không muốn các con chuyên tâm đến việc đến trường. Thời gian còn lại để học thanh nhạc, học các kỹ sư hỗ trợ cho việc trình diễn. Chỉ khi nào các con nghỉ hè, lễ Tết hoặc cuối tuần, cô mới đồng ý cho các con biểu diễn hoặc quay video clip. Một số người con nuôi của Phi Nhung có tâm hướng theo Phật từ nhỏ. Nếu là con trai thì tu ở chùa tăng lâu lâu, Phi Nhung về thăm. Còn một số bé con gái thì ở chùa ở Phước Lạc, Bình Phước có sư cô chăm lo chú đáo. Hôm nay Mạnh Quỳnh tưởng nhớ Phi Nhung, đồng nghiệp tri kỷ của anh. Anh nói không còn nước mắt để khóc. Bạn khi cả trang chữ lời hứa, hát cùng nhau đến cuối đời. Như một lời tiền biệt, anh viết bài thơ tặng người tình, âm nhạc. Như thứa sân thời ta có đôi, vui cười, đùa cợt chẳng phiền lô. Sân khấu là nơi ta diệt mộng, tiếng hẹn câu thề gửi trao nhau. Thế rồi thấm thoát chân qua, kỷ niệm buồn vui vẫn chưa phai, 20 năm chẵn tình vẫn đẹp. Thủa sân thời Mạnh Quỳnh nhắc đến đây là thời điểm thập niên 1990 khi cả hai bước chân vào làng nhạc hải ngoại. Trong một bài phỏng vấn, Mạnh Quỳnh hồi tưởng lúc mới gặp nhau, anh tưởng chất giọng của Phi Nhung âm sắc hàn đặc trưng, lối diện tự nhiên như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Trên hết anh đồng điệu với Phi Nhung ở tuổi thơ, thiếu vắng tình cảm gia đình từ nhỏ. Họ cùng nhiều phiền, nếm trái vất vả của cuộc đời mưu sinh mới sang Mỹ. Trước khi đến với nghiệp hát, Mạnh Quỳnh từng nói xuất phát điểm tương đồng là lý do anh và Phi Nhung trở thành giao trên sân khấu. Trước khi Phi Nhung Mạnh Quỳnh, nhiều đôi song ca định hình tên tuổi, phong cách thu hút đông đảo khán giả đều mộ như Giao Linh Tuấn Vũ, như Quỳnh Mạnh Đình. Dù vậy, sự kết hợp của cặp đôi nghệ sĩ vẫn tạo luồn gió mới, nhất là trong dòng nhạc trữ tình dân ca. Họ góp mặt lần đầu tiên qua tiết mục Dù Anh Nghèo, Tô Thanh Tùng năm 1999. Phi Nhung diện áo dài trắng cùng Mạnh Quỳnh đóng vai đôi tình nhân, vượt số phận để đến với nhau. Đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh cùng góp phần tạo nên xu hướng hát nhạc tân cũ giao duyên đầu năm 2000. Trong nhạc phẩm Căn Nhà Màu Tím, Hoài Linh, Loan Thảo, lối hát đông đầy u sầu của Mạnh Quỳnh kết hợp cùng chất giọng trữ tình. Hơn 2 thập kỷ gắn bó, Phi Nhung Mạnh Quỳnh nhiều lần bị nghi ngờ hẹn hò ngoài đời,
Trong live show kỷ niệm 20 năm vào nghề của anh tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2016, ca sĩ Hương Thúy từng cho biết những ngày đầu tập trung với anh, chỉ bị người ta ghét ra mặt vì dám giật mảnh quỳnh khỏi tay Phi Nhung. Trong một đêm nhạc sau khi ca sĩ hát xong, khán giả không để mặt tới. Hồi anh mới cưới có khán giả cứ tưởng vợ anh là tôi nên sau đêm nhạc đến trước mặt cả hai hồi thắng. Tại sao Mạnh Quỳnh chạm bổ Phi Nhung đi cưới Hương Thúy khiến tôi sợ run. Anh phải liên tục phân trần, Hương Thúy từng nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.